Em xin chào cả nhà Mây Hoa Lan trên mọi miền ạ. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 2, tức là ngày mùng 9 Tết âm lịch. Em muốn gửi tới quý anh chị khách hàng một vài cái hình ảnh hoa cũng giống như là những cái cây mà em sẽ dự định bán trong buổi tối hôm nay. Buổi phiên tối hôm nay ạ, tối mùng 9 tháng 2 đấy ạ. Vâng, đây là hạt đỉnh vàng. Cây nhà em đang nở rồi, tuy nhiên mà anh chị nào mà chơi cây nụ thì em vẫn còn một ít cái cây nụ đang có nụ nhá. Và hoa đẹp, bền và thơm lắm luôn ạ. Hôm nay em có nhiều mặt hàng. Trước mấy em vẫn còn một vài chậu. Giống như chậu này là chậu kết và chậu lớn đây, 9-10 thân rồi, đang chuẩn bị hé. Tuy nhiên em cũng có những cái size nhỏ 1-2 thân cho anh chị mình sưu tầm. Và bên này em có là chớp Mỹ. Còn đây là cây kim điệp mắt đỏ, đang ở nở rồi. Ở đây em có một cái bờ đang nụ ạ. Bờ này khoảng tầm 26-7 thân, bảy thân mập đẹp, nụ dài đẹp. Đó, một khóm này bảy thân cho anh chị mình. Anh chị nào yêu mến quan tâm thì tối nay cái chợ phiên của em ha. Kế tiếp là em có tối nay em có hài, em có hài vệ nữ này, hài táo này, hài táo này, hài hồng này, hài kim này, cát thì bây giờ cát mini, có một cái cát mini kem này, cát mini trắng này, cát Anna này. Mặt hàng kế tiếp là ở đây em có cây vũ nữ cam lửa này, epi. Epi thì có epi hồng này. Epi hồng có 3 chậu và một chậu epi đỏ. Mấy cái này thì khỏe lắm, đeo bền luôn. Và kiều nhà em đã bắt đầu nở rồi nhá. Vâng, ví dụ như một cái cành đơn giản như ở đây anh chị mình thấy là kiều này. Đó, cái này phải dài tầm 50cm ấy, và hơn 40 bông, cần hoa rất là dài luôn. Cần nụ và cần hoa rất là dài. Chậu to, chậu nhỏ, xe to, xe nhỏ gì em có kệ luôn. Để bắt đầu nở ra nha anh chị. Cái chậu này của em là hôm nay bắt đầu hé này. Cái chậu nan này là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cành. 9 cành hoa bắt đầu hé này. Và cần cái chậu ở trên của em có 4 cành nữa. Đó, mới chuẩn bị hé thôi. Vâng, kiều em có khá là nhiều ha. Vâng, đây là một cái chậu cân bố đều 16 ngồng hoa. Thân thủ rất là đẹp, kết cấu rất là tròn đều. Nếu nói về kiều thì ở đây em có những cái chậu kiều to ấy, đang là chuẩn bị bung hoa. Cái chậu này rất là nhiều thân luôn, mấy trăm thân ạ. Cành hoa rất là dài, đang chuẩn bị bung luôn. Khoe ở cạnh nhà một chút thôi. Kiều ở đây sẵn em khoe luôn, đây em có bụi thanh đạm hàm long nha. Tục bụi này khoảng tầm hơn 1 mét. Đó, dài khoảng tầm hơn 1 mét. Và hoa đang là nở cũng khá là nhiều, tua tủa luôn. Đó, nói chung là hoa là nhiều. Cái này thanh đạm hàm long ạ, nó nở một cái cần hoa là khoảng 3 bông. Nó nở hết một bông thì nó sẽ đẩy cái bông kia lên. Và cái này khoảng tầm hơn 1 mét. Nụ thì cũng không nhiều lắm đâu, toàn vài chục nụ thôi, bởi vì chỗ này khá là mát. Chơi xong để đem nó vác ra vườn ạ. Hoa bên này, chỗ nào có nắng thì hoa nó lên. Còn chỗ nào ít nắng thì hoa nó đu luôn, nó nụ này. Chơi thoải mái luôn, nhịp tua tủa luôn. Thanh đạm hàm long. Rồi em ơi, xin giới thiệu thêm cả những cái hàng mà em bán trong tối hôm nay ấy. Bây giờ tới cát. Cát thì em có mấy mẫu luôn. Cây hồng cao này, cây vàng này, đây là cây trắng tím này. Cây thông sung phết vàng lưỡi đỏ này. Cây đô nô xe màu trắng ở góc trong này. Cây ste xe màu cam lửa này. Em có hai cây đen rô xuân màu trắng. Đô nô xe cây đã khá như cây đột biến này, cây màu trắng. Giá của cây này thì tầm 250 một cây. Cát ste, cát đỏ. Đó, hôm nay thì em có các cái mặt hàng như vậy để buổi tối hôm nay livestream bán trên kênh YouTube của Hoa Lan Bảo Lộc. Quý anh chị nào mà không có thời gian coi buổi bán của em tối hôm nay ấy, thì cứ gọi điện thoại trực tiếp cho em xem là ưng mẫu cây nào ấy, thì là báo em ha. Vâng, cát, kiều. Vâng, đây là cát. Cát mini, có cát mini trắng tím, cát mini kem. Epi hồng, epi đỏ, vũ nữ kem lửa. Dạ, hài. Hài táo, hài vân, hài hồng. Phi điệp thì có cái chớp, phi điệp 5 chớp Mỹ, 5 cây trắng họng hồng. Và có cả di điệp di linh xuân nữa, đen rô. Cơ bản là cũng khá là nhiều loại, nhiều khi em bán cũng không hết lượt à. Xin khoe với cả nhà, đây có cây đen rô xuân 4 màu. Trời, hoa nó đẹp không? Hoa rất là to luôn ạ.
Vâng, hoa to cánh dày rất bền và rất đẹp. Ở riêng ở đây có một cái chậu đặc biệt nhá. Vâng, chậu này là cây sáu mắt. Lem ra sáu mắt này. Anh chị nhìn thấy cái mắt của nó sáu mắt à? Đấy, bao đẹp luôn. Chậu khá to luôn nha. Đó, chậu khá to luôn. Lem sáu mắt, đen lô xuân bốn màu, cây này cây sáu mắt. Ủa đẹp lắm luôn. Hồi trước em có cây vàng mà em bán mất gốc luôn rồi. Vâng, cơ bản là vài hình ảnh chi tiết và cho buổi phiên tối hôm nay. Anh chị quý khách hàng siêu tầm cây á, hoặc là rảnh rảnh ghé kênh em.